ba Dạ. không? Ừ. Thì hôm trước mấy em đã đi lâm sàng học về triệu chứng rồi, rồi thì chắc cái nhóm chắc đã đi hết rồi. Thì hôm nay tôi vô cái phần bệnh học, thì buổi chiều hôm nay thì sẽ hướng dẫn các em ba cái bài trọng tâm để mình đi lâm sàng để mình biết. Thì gồm có cái bài là tim mạch, ví dụ như bài đầu tiên là tăng huyết áp, cái thứ hai là những cái cập nhật về cái bệnh lý động mạch vành, và cuối cùng là cái suy tim. Thì trong buổi chiều nay thì làm việc với em ba bài đó. Thì bài đầu tiên thì sẽ trao đổi với em về bệnh lý tăng huyết áp. Thì qua cái bài tăng huyết áp này thì em mới nắm một số thế nào là tổng quan về cái bệnh lý tăng huyết áp, cũng như là biết cách thăm khám, hỏi bệnh, cũng như là chẩn đoán được một bệnh nhân bị tăng huyết áp. Và cái cuối cùng là tụi em chỉ cần hướng tới cái phần hướng điều trị bệnh nhân tăng huyết áp thôi. Tại vì sau này 40 năm hoặc là 6 thì em sẽ học kỹ về cái phần điều trị đó. Thì cái phần này thì em chỉ cần học triệu chứng, cách thăm khám bệnh, hỏi bệnh và làm bệnh án, cũng như là biết chẩn đoán bệnh ha. Nội dung của cái bài hôm nay là cũng gồm những phần em cần nắm. Thì trước tiên mình phải giới thiệu về bệnh lý tăng huyết áp là gì. Thì như chúng em biết, huyết áp là cái gì? Là áp lực máu ở trong lòng động mạch. Nó góp phần giúp cho máu được gì luân chuyển trong động mạch tới các mô và cơ quan khác trong cơ thể, nó nhằm cung cấp dinh dưỡng mà dưỡng chất để mà các cơ quan khác hoạt động. Thì em tưởng tượng như hệ thống tim mạch thì gồm có gì, cái bơm tim giống như một quả bơm vậy đó, bơm máu vào động mạch và nhận máu về từ các tĩnh mạch. Thì nó bơm ra với một áp lực, khi nó bơm giai đoạn thâm thu, nó bơm ra giai đoạn động mạch có sức cản cản lại. Thì mình dùng cái hệ thống đo, mình đo lại gọi là huyết áp, để đo áp lực. Có cái là khi mà bơm tim bơm lên thành mạch đó, tạo một cái áp lực, thì mình đo là gọi là huyết áp, là huyết áp gì thâm thu. Còn cái giai đoạn mà tim không bơm đó, nó giai đoạn tâm trương, nhận máu về từ cái tĩnh mạch đó, thì cái lòng cái thành mạch nó vẫn còn một cái trương lực, thì gọi là huyết áp gì, mình ghi nhận thời điểm đó là huyết áp tâm trương ha. Huyết áp tối đa là huyết áp tâm thu, và huyết áp tối thiểu là tâm trương. Thì theo tổ chức y tế thế giới á, huyết áp bình thường đo ở cánh tay thì là bình thường bao nhiêu, là dưới 120 trên 180 mét thủy ngân, tức là tối đa phải là dưới 120 và tối thiểu là dưới 80 mét thủy ngân. Và người ta gọi là tăng huyết áp khi nào? Khi mà huyết áp tâm thu nó trên hoặc bằng 140 mm thủy ngân, và hoặc huyết áp tâm trương trên hoặc bằng 90 mm thủy ngân, gọi là tăng huyết áp. Thì người ta dùng hai từ, dùng cái từ già và hoặc, tức là tụi em chỉ cần xác định huyết áp tâm thu hoặc tâm trương mà trên cái ngưỡng mà mình xác định tăng huyết áp được gọi là tăng huyết áp rồi. Thì đây gọi là tăng huyết áp hai chỉ số, bằng tăng huyết áp tâm thu hoặc là tăng huyết áp tâm trương không. Đó là mình đi về cái phần định nghĩa. Thì nguyên nhân của tăng huyết áp cũng như là những cái yếu tố nguy cơ thì đa số là bệnh lý này diễn tiến tự nhiên, không tìm được nguyên nhân thì người ta gọi là cái gì? Tăng huyết áp vô căn, tăng huyết áp nguyên phát. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ từ 5 đến 10% là tăng áp có nguyên nhân. Thì dưới 10% thì những cái bệnh nguyên nhân nào mà thường cái tăng áp, thì tụi em chú ý là thường những bệnh lý gì? Thận, nội tiết. Ví dụ trong suy thận thì có cái gì thêm? Có viêm vi cầu thận cấp, viêm vi cầu thận mãn, rồi kể cả những suy thận mãn giai đoạn cuối ha. Rồi kể cả bệnh nhân, những nguyên nhân do gì? Do dùng thuốc. Ví dụ những người lớn tuổi họ hay có cái bệnh lý đi kèm như là thoái hóa khớp nè, đau nhất cái khớp tay chân nào, những cái lóng nhỏ hoặc viêm da khớp dạng thấp nè, hoặc là những người ta bị thoái hóa cột sống thắt lưng, người ta dùng những thuốc kháng viêm giảm đau rất là nhiều và họ dùng thường xuyên nữa, thì sao, nó có tác dụng giữ muối và giữ nước, và nó cũng lâu ngày nó sẽ gây tác dụng phụ là gì? Tăng huyết áp. Thì những cái thuốc kháng viêm này sau này thêm học dược lý sẽ biết, kháng viêm corticoid hoặc là nông steroid, kể rồi là gì nữa, ở phụ nữ thì sao, ta dùng những cái thuốc ngừa thai, nó cũng có tác dụng giữ muối giữ nước và tác dụng phụ làm tăng huyết áp. Kể cả những cái thuốc mà trong thuốc bắc, thuốc tàu đó, dùng cam thảo nè, kể cả những cái thuốc nhỏ mũi, ví dụ như tụi em bị nghẹt mũi, sổ mũi, trong thuốc nhỏ mũi nó có những cái chất gây co mạch thì người ta dùng thường xuyên, nó cũng làm tăng huyết áp nha. Rồi về thận thì sao, nãy mình nói về thận là bệnh lý nhu mô thận là gì, viêm về thận cấp, viêm thận mãn, bệnh thận mãn, suy thận mãn. Còn về mạch máu thận thì có cái gì, những cái loạn sản mà về về cái động mạch thận đó, nó cũng gây ra tăng huyết áp hoặc là xơ giữa động mạch ở người già. Rồi những cái bệnh liên quan đến nội tiết như là cái gì, u tủy thượng thận hoặc là hội chứng Crohn,
hay là hội chứng Cushing, hoặc là bệnh lý về tuyến giáp như là cường giáp, cường tuyến yên, những cái này nó cũng tăng lên những cái hormone làm tăng huyết áp ha. Rồi những cái bệnh lý tim mạch, rồi trong cái sai đi đi về sản phụ khoa thì em gặp những cái thai phụ á, thường từng thứ 20 trở lên thì người ta bị gì, nhiễm độc thai nghén hay là gọi là gì, sản giật, tiền sản giật, trong đó nó cũng nhiều cái tăng huyết áp, thì đó là những nguyên nhân gây tăng huyết áp. Thì những cái này tăng huyết áp có nguyên nhân thì mình tìm được nguyên nhân thì mình sẽ giải quyết được nguyên nhân thì nó sẽ ổn định được huyết áp ha. Rồi đa số là gì, trên 90% là không có nguyên nhân, không có nguyên nhân rõ rệt, nhưng có những yếu tố nguy cơ nó sẽ góp phần làm cho tăng huyết áp. Và đối với một người mà càng có nhiều yếu tố nguy cơ thì sao, thì khả năng bị các bệnh lý tim mạch nó sẽ nhiều hơn. Như cái đem đi lâm sàng là bạn cũng hay nhắc vấn đề mà khảo sát hay là hỏi bệnh sử lâm sàng, mình tìm những yếu tố nguy cơ đó. Yếu tố nguy cơ là những yếu tố mà nó nằm trong một cá thể nào đó, người nào mà có càng nhiều yếu tố nguy cơ chừng nào á thì khả năng mắc bệnh tim mạch nó sẽ cao hơn người khác, nhưng mà không phải là tuyệt đối, theo hóa là tuyệt đối, không phải nhầm người ai cũng có nguy cơ cao thì nó sẽ cao ha, nó cũng tương đối thôi. Thì những yếu tố nguy cơ mà mình cũng phân phân làm nhóm, yếu tố nguy cơ mà không thay đổi được và yếu tố nguy cơ thay đổi được. Yếu tố nguy cơ không thay đổi được là gì? Ví dụ như gen, di truyền trong gia đình, anh chị em hoặc những cái gen nào đó nó có khuynh hướng làm tăng huyết áp thì cái này mình không thể nào mình thay đổi được rồi. Còn tuổi cũng vậy, tuổi thì càng lớn tuổi thì sao, khả năng mắc bệnh tim mạch càng nhiều, không tác động được yếu tố tuổi, kể cả chủng tộc, ví dụ chủng tộc da đen hay chủng tộc da màu có những cái tộc làm huyết áp cao. Còn giới tính, ví dụ như nam giới thì người ta thấy mắc bệnh tim mạch nhiều hơn nữ giới, cái đó là gọi là những yếu tố mà không thay đổi được. Còn những yếu tố thay đổi được là những yếu tố gì, ví dụ như hút thuốc lá, những cái người mà có thói quen hút thuốc lá một ngày từ nửa gói đến một gói, hút từ lúc 19 20 tuổi, hút kéo dài 20 30 năm sau thì sao, những người đó gọi là nghiện thuốc lá, thì về lâu về dài nó cũng gây tăng huyết áp ha. Là mắc những bệnh về tim mạch đó, ví dụ như tăng huyết áp, lý mạch vành, rồi kể cả những người thói quen là gì, uống rượu bia hoặc là dinh dưỡng không phù hợp như là thừa cân béo phì, lối sống sinh hoạt là ít hoạt động thể lực ha, rối loạn mỡ máu, đó là những yếu tố này mình có thể tác động vào được chứ, mình thay đổi được. Thì trong tim mạch thì em hãy chú ý là những yếu tố nguy cơ tim mạch mà có thay đổi được và không thay đổi được. Về triệu chứng thì sao, triệu chứng cũng như những cái biến chứng của tăng huyết áp thì em thấy lâm sàng đó, đa số bệnh nhân là không có triệu chứng, vì vậy người ta ví cái bệnh lý tăng huyết áp như là một gì, kẻ giết người thầm lặng. Thế nhưng sao, thường thường là nó diễn tiến từ từ, âm thầm lặng lẽ, không có triệu chứng rõ ràng, cho nên bệnh nhân thường ít đi khám, họ có đến khám với chúng ta vì gì, vì những cái bệnh lý khác hoặc là tình cờ phát hiện ha. Hoặc là họ đến mình vì những cái biến chứng, ví dụ như người ta bị gì, nhức đầu, mờ mắt ha, hoặc là triệu chứng đi tiểu đêm nhiều, hoặc là bệnh nhân bị triệu chứng nặng ngực, đau thắt ngực, thiếu máu cơ tim, hoặc là nặng nề là suy tim, hoặc là những biến chứng tắc mạch ha, đó là những cái biến chứng. Chứ thường người ta đã số mình khám mình, ví dụ người ta khám bị đau khớp, đau dạ dày, rồi tình cờ vô mấy em đau huyết áp, phát hiện tăng huyết áp. Thường thường người ta không có triệu chứng là vậy, cho nên ta gọi tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. Như thực tế các em đi lâm sàng hoặc là ở nhà có bà con người thân ông bà mình 75 70 tuổi trở lên ha, mặc dù huyết áp người ta cao 180 200 hoặc là à, mà người ta không có triệu chứng, người ta thấy vẫn khỏe, sinh hoạt bình thường thì sao, người ta sẽ không đi khám và người ta cũng chả cần điều trị gì hết. Người ta nói là huyết áp của tôi là xưa giờ vậy nên không cần điều trị, nhưng chính những cái trường hợp huyết áp cao 180 200 thì sao em, có nguy cơ rất xảy ra tai biến nếu mà mình không điều trị khống chế tốt, kiểm soát tốt huyết áp, về lâu về dài thì một ngày nào đó những yếu tố thuận lợi góp phần vào thì đột ngột bệnh nhân bị xuất huyết não, nhức đầu dữ dội, hôn mê, liệt nửa người, hoặc là thậm chí bệnh nhân tử vong, đau ngực. Đó là những diễn tiến về cũng như là triệu chứng biến chứng ha, khi bệnh nhân tới thăm khám đến mình. Thì những cái biến chứng mà do tăng huyết áp, nếu mà mình kiểm soát huyết áp không tốt thì để lại những hậu quả nào, người ta gọi là tổn thương cơ quan đít. Thì những cơ quan đít nào rất dễ bị tăng huyết áp, em thấy đây, ví dụ như là não
Thì đối với não thì nếu mà huyết áp về lâu về dài nó không khống chế được thì nó sẽ gây lại những biến chứng, ví dụ như là gì, xuất huyết não, nhồi máu não, hoặc là gì cơn thiếu máu não thoáng qua, hay là có những cái cơn là gì rối loạn gì suy giảm trí nhớ người già, cho bệnh lý mạch máu não và biến chứng lâu dài của tăng huyết áp ha. Rồi đối với tim thì em thấy là gì, nhẹ nhàng là bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng, ví dụ những cơn đau thắt ngực, gắng sức thì nó đau, rồi thậm chí gì lâu về dài thì bệnh nhân có thể xuất hiện những triệu chứng như gì, rối loạn nhịp tim, suy tim, hay là thậm chí bệnh nhân đau ngực dữ dội vào mình bệnh viện với những biến chứng cấp, ví dụ như là nhồi máu cơ tim ha. Còn thận thì sao, những tiếng gì lâu về dài, huyết áp cao lâu nhà không kiểm soát thì bệnh nhân tổn thương cầu thận, nó gây tiểu đạm, tiểu máu về lâu về dài nó suy thận, và bệnh nhân cuối cùng là gì, bệnh thận mãn giai đoạn cuối, tăng huyết áp nếu mình không khống chế thì làm gì, suy thận. Còn suy thận về lâu về dài nó góp phần làm tăng huyết áp nhiều hơn nữa ha. Rồi đối với mắt thì sao, nó tổn thương cái đáy mắt, tổn thương đáy mắt có thể là phù gai thị, xuất huyết, xuất tiết, và đến giai đoạn cuối cùng là bệnh nhân sẽ mù ha. Rồi tổn thương mạch máu, tình trạng tăng áp lâu ngày thì sao, những cái mạch máu thấy mạch máu ngoại biên, hoặc mạch máu lớn đó, hoặc máu vi mạch nó còn tổn thương, nó bị xơ vữa, nó gây hẹp, có thể nó hẹp chỗ này, nó phình chỗ kia. Những biến chứng lâu dài thì em thấy ví dụ bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực, phình động mạch chủ bụng, còn cái chi ngoại biên thì sao, nó viêm tắc mấy cái mạch, nó viêm tắc động mạch ngoại biên ha. Đó là nói về biến chứng bệnh lý tăng huyết áp, thì khi mà người ta nói tăng huyết áp nó có tổn thương cơ quan đích hết hay không thì đem chú trọng vào những cơ quan, ví dụ như là não nè, tim, thận, mắt và những cái mạch máu, đó là những cơ quan đích mà khi mà huyết áp cao lâu ngày mà không kiểm soát tốt sẽ gây tổn thương ha, tổn thương cơ quan đích. Rồi đó là mình nói về cái phần nguyên nhân cũng như là triệu chứng ha. Rồi vấn đề thăm khám bệnh nhân tăng huyết áp thì mình phải thăm khám làm sao để biết người ta bị tăng huyết áp, thì một số bước, ví dụ như đầu tiên là mình phải hỏi bệnh, bước thứ hai là mình tiến hành thăm khám, và thứ ba mình cho một làm một số cận lâm sàng để mình cung cấp có thể mình phát hiện được cái gì nguyên nhân gây tăng huyết áp, và cuối cùng là mình khẳng định chẩn đoán và mình phân loại tăng huyết áp cũng như là đánh giá nguy cơ bệnh nhân tăng huyết áp để mà mình có cái hướng xử trí phù hợp với từng loại, từng mức độ tăng huyết áp của người bệnh. Thì bước đầu tiên là em hỏi bệnh thì sao, đứng trước một bệnh nhân tăng huyết áp mình phải cần hỏi gì, thì thứ nhất là mình phải hỏi về thời gian bị tăng huyết áp, là các anh chị có thể biết tăng huyết áp hay không, nếu đã biết rồi thì tăng bao lâu rồi, qua những thời gian gần đây, hay là bị tăng huyết áp nhiều năm rồi ha, và chỉ số huyết áp đo trước đó là bao nhiêu. Có nhiều anh chị cô bác là người ta quen, ta theo dõi huyết áp, ta có thể nắm được huyết áp tôi là bình thường là 106, 108 hay là 103, 104, khi uống thuốc vô thì nó bao nhiêu. Rồi khi người ta đến mình thì sao, tại thời điểm chẩn đoán mình cũng phải biết thời điểm huyết áp tại đo là hiện tại là bao nhiêu. Mà thường đo huyết áp thì tụi em đo thấy em so sánh huyết áp tại nhà và với đó tại phòng khám, thì sự chênh lệch ở nhà ta biết thoải mái, rồi khi đến với phòng khám đông bệnh nhân thấy mình thấy thầy thuốc thì người ta tâm lý ta cũng hơi hoang mang, thì huyết áp nó thay đổi nó cao hơn so với nhà ha. Rồi mình cũng cần phải hỏi thêm gì, những biểu hiện mà huyết áp thứ phát, ví dụ như cái bệnh lý về Cushing, Cushing thì em chú ý tới cái gì, ví dụ như những cái khuôn mặt thì nó tròn nè, mặt ửng đỏ nè, rậm lông nè, có thể là có mụn nè ha. Rồi đó những bệnh lý thận, ví dụ tình cờ thì em khám thăm khám thì em phát hiện có thận nó to, trong cái bệnh lý thận đa nang ha. Rồi mình hiểu hỏi về thời gian nè, các biểu hiện của tăng huyết áp để phát hiện tăng huyết áp thứ phát nè. Còn thứ ba mình phải cần hỏi tới cái gì, những cái yếu tố nguy cơ tim mạch, yếu tố nguy cơ tim mạch là cái gì, gia đình có người nào mắc bệnh tim mạch sớm hay không, rồi kể cả là có bệnh lý đái tháo đường hay không, cũng như là rối loạn lipid máu, thừa cân hay béo phì, hoặc là thói quen là sao, ít hoạt động thể lực, rồi chế độ ăn thì ăn nhiều mặn, dầu mỡ nhiều, ít rau ha. Rồi uống thuốc hay là dùng thuốc có phù hợp hay không, là bệnh nhân có hay uống rượu bia hay không, và kể cả môi trường làm việc như thế nào có tác động đến vấn đề tâm sinh lý của người bệnh hay không. Và khi hỏi bệnh sử cũng như là triệu chứng tổn thương cơ quan đích thì em hỏi bệnh sử thì hỏi diễn tiến từng tự của bệnh nhân, rồi như thế thứ tự là thời gian này ha, triệu chứng này ha,
rồi tổn thương cơ quan, đích chú ý đến những cơ quan ví dụ như não nè, nè não có bị gì, những cái bệnh đi qua mắt, chóng mặt, ù tai, hay là thậm chí là bệnh nhân gì yếu liệt nửa người ha. Còn tim thì em chú ý theo triệu chứng như gì, nặng ngực, đau ngực, hồi hộp, đánh trống ngực, hoặc là bệnh nhân gắng sức thì đau ngực, bệnh nhân nghỉ ngơi thì nó hết đau. Rồi thận thì triệu chứng kêu bệnh nhân về lâu rồi dài, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tiểu đêm hay là phù mắt cá chân ha. Rồi mắt thì nó mờ mắt, hoặc là tay chân tê yếu hay là đau đâu, người ta đi bộ triệu chứng chúng ta cách hồi của chân, ví dụ mạch máu nó bị teo hẹp à, bệnh lý động mạch ngoại biên, bệnh nhân đi một bước vài bước thì nó đau, nghỉ ngơi nó hết đau, thì mình phát hiện ra những triệu chứng đó thì hỏi bệnh sử cũng như là phát hiện có tổn thương cơ quan đất hay không. Và phần thứ năm là cái gì, hỏi tình trạng đang điều trị cũng như là sử dụng những thuốc hạ huyết áp trước đó ha. Thí dụ bệnh nhân thường thường người ta điều trị lâu ngày, nếu bệnh nhân không biết thì nếu bệnh nhân không biết dùng thuốc gì, mình có thể hỏi dùng to, hoặc là đem những cái thuốc mình xem mình coi đã dùng cái gì rồi, hoặc là bệnh nhân đã biết rồi, người ta thậm chí người ta kể được cái tên thuốc huyết áp là người ta đã dùng cái gì, ví dụ như amlodipine hay là captopril, hay là thậm chí là người ta dùng thuốc lợi tiểu, thì bệnh nhân điều trị lâu ngày họ thể nắm ta biết để mình có những cái thông tin giúp cho mình chẩn đoán ha. Mình hỏi bệnh nhân cái nào, mình người ta cung cấp càng nhiều thông tin chừng nào, và mình sàng lọc, mình chắc mình lựa chọn những thông tin nào mà cung cấp giúp cho mình chẩn đoán, thì nó càng khám bệnh, thăm khám bệnh, chẩn đoán của mình sẽ càng chính xác hơn. Rồi là bước thứ nhất, và bước thứ hai là mình khám bệnh nè. Phần khám bệnh thì có những bước, ví dụ như em đo huyết áp tại cơ sở y tế, thường là có phòng khám, và mình cũng nên đối chiếu với các số đo huyết áp mà khi mà được đo nhiều lần ở tại nhà. Và khi mà bước thứ hai là mình phải đo gì, chiều cao, cân nặng cũng như là vòng eo, vòng mông, và mình tính chỉ số BMI để phát hiện bệnh nhân có gì, có thừa cân, béo phì, cũng như là mình coi bệnh nhân có phù chân hay phù mặt gì hay không ha. Rồi thứ ba là mình khám tổng thể, mình phát hiện những cái tổn thương cơ quan đích nếu có, ví dụ mình nghe ở tim có những cái tiếng thổi của hở van hay lá, hoặc là tim loạn nhịp, loạn nhịp hoàn toàn trong trường hợp mình bị rung nhĩ, hoặc là nhịp tim rất là nhanh khi bệnh nhân bị suy si tim ha. Rồi mình có thể thăm khám những dấu gì, phù chân, tĩnh mạch cổ nổi của suy si tim, còn não thì em khám thêm những triệu chứng gì, liệt khu trú ra bên trái bên phải, còn thận thì biểu hiện của suy thận như là tiểu đêm, tiểu nhiều, hoặc là phù chân, kể cả như mạch máu ngoại biên ha. Và thậm chí thì em khám những mạch máu, ví dụ mạch máu gì ở bụng nè, mình có thể phát hiện là hẹp động mạch chủ bụng thì mới thấy nghe tiếng thổi ha. Rồi và mình cũng nên phải cần so sánh đối chiếu những kết quả lâm sàng mà bệnh nhân đã có trước đây hoặc là nhiều lần tái khám để mình cung cấp thông tin cho của mình ha. Rồi bước thứ ba, là cái gì thưa em? Cận lâm sàng. Đối với một bệnh nhân tăng huyết áp thì em phải cần làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng thường quy để mà nó nhằm cho nó giúp cho mình củng cố cho vấn đề chẩn đoán của mình được chính xác hơn. Những xét nghiệm thường quy cần phải làm như là cái gì? Xét nghiệm về công thức máu, ví dụ như hồng cầu, hematocrit, coi bệnh nhân có đầy đủ số lượng hồng cầu hay không, có bị thiếu máu hay là thiếu máu hay không, cũng như là xác định gì đường máu, đường huyết tắc đói, để mà biết bệnh nhân có bệnh lý rối loạn về tiểu đường hay không ha. Rồi làm những cái bi lăng mỡ như cholesterol toàn phần, triglyceride, LDL, SDL, kể cả điện giải nữa, là mình phát hiện mình có rối loạn điện giải như natri, kali, axit uric, hoặc là chức năng thận như ure, creatinine, và cái cùng nữa là chức năng gan như SGLT, CBT, cũng như là tổng phân tích nước tiểu và tìm protein niệu. Những cái này nó góp phần cho mình gì, chẩn đoán phát hiện tăng huyết áp, cũng như là mình dự hậu diễn tiến hay là biến chứng của mình tăng huyết áp ha. Rồi cái nữa là gì, đo điện tâm đồ, rồi X-quang lồng ngực để mình phát hiện cái gì, bóng tim hay là phổi có bệnh lý phối hợp hay không, bóng tim có to hay không. Tất cả những cái xét nghiệm cận lâm sàng thường quy thì em phải cần phải làm, nhắc lại ví dụ như là xét nghiệm về máu, công thức máu, hematocrit, rồi đường huyết đói, bi lăng mỡ, điện giải, chức năng gan, chức năng thận, tổng phân tích nước tiểu, đo điện tâm đồ khi cần thiết hơn. Ví dụ như mình xác định bệnh nhân tăng huyết áp hoặc có biến chứng, ví dụ như là suy tim hay gì, thì mình có thể cho làm gì, siêu âm tim, hoặc là mình định lượng những cái men trong suy tim, hoặc là mình nghĩ là bệnh nhân tăng huyết áp và những cái biến chứng về nhồi máu cơ tim thì mình làm thêm những cái men tim nữa. Còn những cái xét nghiệm thường quy thì em chỉ cần làm những xét nghiệm máu, đường, mỡ, gan, thận, tổng phân tích nước tiểu, đo điện tâm đồ cũng như là siêu âm phổi ha.
thì để lần lượt để mà mình khẳng định bệnh nhân có tăng huyết áp hay không á, đối với bệnh nhân đến khám với mình mà khi mình đo huyết áp đúng quy trình, đúng quy cách mà phát hiện huyết áp từ 140 trên 90 ha, thì mình để coi bệnh nhân có tăng huyết áp hay không, mình làm những bước sau. Thí dụ như bệnh nhân trên 180 trên 110 thì chắc chắn là tăng huyết áp rồi đó. Còn nếu mà huyết áp tại phòng khám đo đúng quy trình 140 trên 90 thì mình coi là tăng huyết áp ha, mà phải đo nhiều lần thì em có thể đo đúng quy trình đo huyết áp, thì em phải trước khi đo là phải bệnh nhân nghỉ nhiều 10 15 nghỉ chừng 2 tiếng ha, rồi không dùng gì thuốc lá, rượu, bia hay là dùng những cái làm tăng nhịp tim ha, không phải ăn quá no, nếu mà ăn no quá thì phải nghỉ chừng vài tiếng, chứ còn ăn no giờ vô đo huyết áp nó cũng tăng nữa. Tức là mình làm sao đúng quy trình đo huyết áp rồi mình phải đo là mình đo hai cánh tay ha, rồi mình so sánh huyết áp tay trái và tay phải thế nào, mà nếu nó trên lệch quá thì mình lấy số huyết áp cao nhất để mình xác định huyết áp tăng huyết áp của người ta. Rồi trong cái vấn đề xác định tăng huyết áp thì em có chú ý tăng huyết áp thì áo tròn trắng hai khái niệm, tăng áp áo tròn trắng hoặc tăng áp ẩn giấu, tức là sao ở nhà bệnh nhân đo huyết áp thì nó không tăng, khi mà bệnh nhân đến phòng khám thấy cái môi trường của bệnh viện, thấy nhân viên y tế thì bệnh nhân sẽ đo huyết áp thấy tăng thì gọi là tăng gì, tăng áp áo tròn trắng. Còn hoặc là bệnh nhân đến mình đo huyết áp không cao mà ở nhà lấy tình cờ đo huyết áp nhiều lần ban đêm hoặc là ban ngày người ta đo thấy gì cao mà đến mình thì mình không phát hiện, thì nếu trường hợp đó có thể tụi em làm muốn phát hiện chắc chắn có tăng huyết áp hay không thì mình lại cho bệnh nhân gì đeo cái máy tôi gọi là đo huyết áp Holter huyết áp đó, đeo trong vòng 24 giờ tiếng nào 24 giờ trong một ngày thì người ta sẽ ghi nhận tại thời điểm nào có tăng huyết áp hay không, thì mình để xác định trường hợp mà tăng huyết áp ẩn giấu hay là tăng huyết áp áo tròn trắng hay không. Rồi tiếp theo thì mình xác định được tăng huyết áp thì mấy em phải cần phải phân loại tăng huyết áp, thì có nhiều cách phân loại, thì để dễ nhớ thì em dựa vào cái phân loại hay thường xài hiện giờ thì huyết áp tối ưu tức là tốt đó là huyết áp tâm thường sao là dưới 120 và huyết áp tâm trường là dưới 80, còn huyết áp bình thường là sao là dưới 130 và hoặc huyết áp tâm trường dưới 85, còn bình thường cao là nhiêu huyết áp tâm thu từ 130 đến 139 và huyết áp tâm trường từ 85 đến 89, rồi gọi là tăng huyết áp độ 1 khi nào huyết áp tối đa trên 140 đến 159 mmHg và hoặc huyết áp tối thiểu là 90 đến 99, và tăng huyết áp độ 2 là nhiêu 160 đến 179 và tâm trường là từ 100 đến 109, và tăng huyết áp độ 3 là nhiêu trên 108 và cái tâm trường trên 110. Thì phân độ tăng huyết áp thì thường tụi em chỉ cần chú ý là tăng huyết áp từ độ 1 là trên 140 ha, đến 159, rồi cứ độ 1, độ 2, độ 3 nó cách nhau tâm thu thì nhiêu khoảng chừng 20, còn tâm trường thì nhiêu khoảng 10 ha. Thì phân độ này là thường là phân độ tăng huyết áp phòng khám, còn nếu tại nhà thì em thấy thấp hơn, tại nhà thì huyết áp đo tại nhà thì khoảng 135 người ta cũng gọi tăng huyết áp rồi. Rồi đối với người lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên thì em chú ý là gọi gì, tăng huyết áp tâm thu đơn độc ở người lớn tuổi, tức là người ta chỉ có số huyết áp tâm thu là trên 140 thôi, huyết áp tâm trường người ta dưới 80 ha, mình gọi là tăng huyết áp tâm thu đơn độc ở người lớn tuổi. Rồi trong cái vấn đề tăng huyết áp thì người ta cũng còn phân độ tăng huyết áp xong rồi mình phải đánh giá nguy cơ tăng huyết áp nữa, thì cái bảng này thì em có lên mạng thấy là phân loại đánh giá nguy cơ theo thang điểm score, thang điểm score thì ví dụ nó phân là ở bên đây là nữ giới, bên đây nam giới, người ta phân biệt là có hút thuốc lá hay là không hút thuốc lá, rồi người ta so sánh đối chiếu trị số huyết áp ở chính giữa là số tuổi nè, 40 tuổi, 50 tuổi, 55, 60, 65 tuổi ha, còn đây là trị số huyết áp, rồi ở dưới đây là cái gì, cholesterol, cái hàng cholesterol 4 cholesterol toàn phần nó 4 millimol ha, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ha. Mình đối chiếu lên, ví dụ như nam giới nè, không hút thuốc lá, 55 tuổi, không hút thuốc lá thì mình dựa vào cái cột bên đây. Không hút thuốc lá mà trị số huyết áp người ta đo được là 140 ha, 140 mình kéo ra, không hút thuốc lá 140. Và cholesterol, nếu mà cholesterol người ta có được đo thì mình dựa vào cholesterol đo, còn nếu người ta không có đo với ai cholesterol mình có thể lấy ngẫu nhiên là khoảng từ 5 ha, lấy trung bình cholesterol là 5 mình đối chiếu lên. Một người thí dụ như một người xa 55 tuổi nè, huyết áp 140, 140 mà cholesterol là mình không biết, mình lấy chỉ số là 5 thì mình kéo đây là 3 phải không, thì mình phân loại nguy cơ số 3 tức là 3% đó, 3% thì người ta đánh giá nguy cơ, nếu mà
đánh giá nguy cơ tăng huyết áp, ngưng tim mạch là dưới 1% thì sao? Đó gọi là nguy cơ thấp. Rồi từ 1 đến dưới 5 là gì? Nguy cơ trung bình. Rồi từ 5 đến dưới 10 là nguy cơ gì? Cao. Mà từ 10% trở lên gọi là nguy cơ rất cao. Thì mình đánh giá chỉ số huyết áp tăng, huyết áp độ 1, độ 2, độ 3, nguy cơ cao, thấp, trung bình để mình có thái độ điều trị tích cực cho người ta hay là không nha. Cái phân loại nguy cơ này thì em cũng hay lấy mạng trên mạng, nó có những cái phân loại đánh giá nguy cơ tim mạch theo thang điểm score đó, em lấy về mình mang theo để trong trong người mình, thấy mình khi mình đi lâm sàng thì em có thể đánh giá phân loại nguy cơ cho bệnh nhân được. Giờ mình thử đánh giá nguy cơ tim mạch của bệnh nhân này thì sao. Một bệnh nhân nam 65 tuổi, tiền sử hút thuốc lá lâu năm ha, và chỉ số huyết áp được các bộ y tế đo đúng quy trình lần nhất là 106 và đo lần hai là 155 ha, lần nhất lần hai thì lấy trung bình thì bệnh nhân huyết áp này cũng khoảng chừng 150 mấy à, chưa được 106 ha, thì mình và không được xét nghiệm cholesterol, thì em lấy cái này em đối chiếu cho cái bảng phân loại nguy cơ score nãy thì nó ra bao nhiêu phần trăm thì mình xác định là bệnh nhân tăng huyết áp, nguy cơ trung bình, thấp hay là cao. Để đó tính toán nè, nguy cơ tổng thể 10 năm theo thang điểm score của bệnh nhân này là nhiêu? 21%, trên 10% là rất là cao rồi. Đối với bệnh nhân tăng huyết áp như thế này, 65 tuổi huyết áp từ 106 đến dưới từ 106 đến 150 106 không? Là thuộc bệnh nhân rất là cao, cho nên mình phải có thái độ điều trị tích cực cho người ta hơn. Rồi. Rồi để đánh giá nguy cơ thì mình dựa vào cái thang điểm score là một chuyện, rồi mình coi những cái bệnh lý phối hợp đi kèm, ví dụ như là nguy cơ tim mạch rất cao khi mà bệnh nhân tăng huyết áp có những yếu tố sao, ví dụ như bệnh nhân đã có những biến chứng tim mạch như là bệnh lý động mạch vành rồi, bệnh nhân nó có nhồi máu cơ tim rồi, hoặc là bệnh nhân có tai biến mạch máu não rồi, hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý như phình động mạch chủ ngực, mạch chủ bụng, hoặc là viêm tắc động mạch ngoại biên, thì mình xếp bệnh nhân tăng huyết áp là thuộc nguy cơ rất là cao. Hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường có kèm tổn thương những cơ quan đít, ví dụ như mình xét nghiệm có đạm niệu rồi, hoặc là kèm đến những yếu tố nguy cơ tim mạch chính khác. Ví dụ bệnh nhân tăng huyết áp độ 3 là từ 108 trở lên đó, hoặc là cholesterol hoàn toàn thử trong máu là trên 8 mmol cũng gọi là nguy cơ rất là cao. Hoặc là bệnh nhân bị suy thận mãn có mức lọc cầu thận là dưới 30 ml trên phút, hoặc là như hồi nãy mình đánh giá nguy cơ tim mạch tổng thể 10 năm á, theo thang điểm score từ 10% trở lên ha, thì tất cả những yếu tố này thì mình gọi là bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ tim mạch rất là cao. Còn nguy cơ tim mạch cao thì mình dựa vào đây. Ví dụ như tăng rõ một trong những yếu tố như huyết áp trên 108 mà có rõ lipid máu toàn phần và đái tháo đường chưa tổn thương cơ quan đít, hoặc tăng huyết áp mình đo điện tim mình có thấy dày thất trái, hoặc là suy thận mức độ vừa phải, độ lọc cầu thận từ 30 đến 59, hoặc là nguy cơ tim mạch tổng thể 10 năm từ 5 đến 10%, thì mình xếp vào tăng nguy cơ huyết áp này có nguy cơ tim mạch là cao thôi. Rồi cái phần sau cùng của tăng huyết áp là mình có cái hướng mà quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Thì khi mình đã xác định tăng huyết áp thì mình phải có đưa nguyên tắc điều trị cũng như là xác định mục tiêu điều trị tăng huyết áp. Thí dụ như bệnh nhân từ người trưởng thành 18 tuổi trở lên tới dưới 65 tuổi thì mục tiêu hạ huyết áp mình là bao nhiêu. Mục tiêu chung thì em vẫn nắm đặt khoảng 140 trên 90 và tùy theo đối tượng. Thí dụ bệnh nhân có tăng huyết áp mà có kèm đái tháo đường, tăng huyết áp có bệnh lý gì, bệnh thận mãn, thì mình có thể thận trọng mình kéo xuống huyết áp dưới 130 trên 80 nếu mà bệnh nhân chấp nhận được. Còn nếu mà bệnh nhân không chấp nhận được, mình sẽ giữ mức là 140 đến 90, trên dưới 140-90 ha. Và mình phải điều trị, thì khi mình điều trị bệnh nhân thì mình phối hợp giữa hai phương pháp là điều trị không dùng thuốc và điều trị dùng thuốc. Không dùng thuốc tức là mình can thiệp vào cái lối sống, ví dụ như là hút thuốc lá thì phải bỏ hút thuốc lá nè, có đái tháo đường thì phải điều trị đường huyết cho nó ổn định nè, rồi thừa cân béo phì mỡ máu cao thì mình phải kiểm soát tất cả những cái dầu thừa cân béo phì, cũng như là tăng cường vận động thể dục thể thao phù hợp, ví dụ như đi bộ chừng 30 phút ngày trong vòng 5 ngày trong một tuần đều đặn để mình kiểm soát được cân nặng cũng như là gì thừa cân béo phì rất là ở trong máu. Rồi đến nguyên tắc, đó là những nguyên tắc về quản lý tăng huyết áp. Ví dụ là điều trị thì phải sao đúng và đủ thuốc, và điều trị thì điều trị lâu dài và điều trị mỗi ngày ha, rồi uống thuốc, rồi quản lý và theo dõi định kỳ, cũng như là mình tùy theo mức độ tăng huyết áp mình phải chỉnh liều, và mình mới cần phối hợp với gì thay đổi lối sống toàn diện, là cũng như là chiến lược điều trị bằng thuốc, tức là điều trị không dùng thuốc và điều trị bằng thuốc phải phối hợp tốt với nhau. Và người ta khuyên là phải cần khởi trị sớm tích cực và nhanh chóng,
khi mà huyết áp trên 140 trên 90 ở cái người mà dưới 80 tuổi hoặc trên 60 hoặc là huyết áp 160 trên 90 ở người trên 80 tuổi. Khi mà huyết áp từ 130 đến 139 hoặc huyết áp 85 đến 89 thì mình cũng vẫn tư vấn người ta thay đổi lối sống và cân nhắc điều trị cho bệnh nhân khi mà có bệnh nhân nguy cơ tim mạch rất là cao. Về vấn đề điều trị tăng huyết áp thì em phải điều trị cá thể hóa, thì là tức là tùy theo bệnh nhân, tùy theo đối tượng, mình có thể tác động vào chế độ, thay đổi chế độ ăn, lối sống cũng như là dùng thuốc thì người ta, chứ không phải mình dùng cái một công thức của bệnh nhân này mà áp dụng cho bệnh nhân khác. Thì tùy theo đối tượng thì gọi là cá thể hóa điều trị cũng như là xác định mục tiêu. Ví dụ bệnh nhân tăng huyết áp mà có kèm theo tiểu đường, có suy thận, hay là bệnh nhân tăng huyết áp là từ 65 tuổi trở lên hay dưới 65, hoặc là bệnh nhân quá lớn tuổi trên 80, thì mình tùy theo đối tượng mà mình đưa cái mục tiêu khác nhau ha. Và để đạt mục tiêu thì trong vòng 1 đến 3 tháng ha. Và mình đó là những cái nguyên tắc điều trị tăng huyết áp, thì giữa điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc và xác định mục tiêu tăng huyết áp. Cái này sơ đồ chiến lược điều trị tăng áp cho em về cũng nắm qua thôi. Ví dụ bệnh nhân có huyết áp bình thường cao nè, từ 130 đến 139, tâm thương từ 85 đến 89, thì mình vẫn thay đổi lối sống và mình xác định người ta có nguy cơ tim mạch là cao hay là rất cao gì không, để mình cân nhắc đưa cái chiến lược điều trị. Còn hoặc là tăng huyết áp mức độ 1 thôi, từ 140 đến 159 và tâm thương từ 90 đến 99, thì mình vẫn thay đổi lối sống và mình xác định bệnh nhân này có nguy cơ cao hay là rất cao. Ví dụ bệnh nhân tim mạch rất cao hoặc có tổn thương cơ quan đít cơ thận thì phải điều trị ngay nè, và cần đạt huyết áp mục tiêu trong vòng 1 đến 3 tháng. Còn nguy cơ tim mạch thấp thì mình điều trị bằng thuốc, và khi kiểm soát được huyết áp thì trong vòng 1 đến 3 tháng cũng kết hợp với thay đổi sống luôn. Còn nếu huyết áp mà mình tăng áp độ 2, độ 3 trên 160 thì cũng vẫn thay đổi lối sống và điều trị ngay trong những cái thuốc, và cũng cần đạt mục tiêu trong vòng 1 đến 3 tháng. Đó là chiến lược điều trị tăng huyết áp. Đây là đưa ra cái mục tiêu tùy theo đối tượng nè. Thí dụ như là bệnh nhân dưới 65 tuổi thì tụi em chỉ cần đạt huyết áp tâm thu tự nhiên từ 120 đến dưới 130, và đối với người trên 65 tuổi thì huyết áp tâm thu tụi em vẫn đưa được dưới 140, thì mình giữ cái mức từ 130 đến 140 và có thể thấp hơn nếu bệnh nhân dung nạp được ha. Còn huyết áp tâm trương thì lúc nào tụi em cũng phải giữ mức là khoảng từ 70 đến 80 là đạt yêu cầu. Đó là mục tiêu điều trị tăng huyết áp ở đối tượng chú ý là 65 tuổi hoặc trên 65 tuổi. Trong cái phần điều trị, khi mà người ta đã dùng chế độ mà giảm cân nó, thì em sẽ tham khảo thêm. Ví dụ như mình giảm muối, ăn giảm muối thì nó cũng giảm được huyết áp từ 15.1 đến 2 tâm thu với tâm trương. Rồi giảm cân, ví dụ nó giảm được 1.1 đến 0.29, hoặc là giảm rượu bia. Đó là những cái nghiên cứu thì mình tham khảo cho biết đi. Giảm chế độ giảm cân, giảm muối, tăng cường vận động, luyện tập chế độ phù hợp thì huyết áp tâm thu và tâm trương sẽ giảm theo tương ứng như vậy. Còn nhắc là cái thay đổi hành vi lối sống nè. Ví dụ như chế độ ăn dinh dưỡng là phù hợp, là giảm muối nè, khẩu phần ăn phải hợp lý, kiểm soát và duy trì cân nặng lý tưởng dựa vào chỉ số BMI ha. Rồi tăng cường hoạt động thể lực, ví dụ như hoạt động thể lực là đi bộ đều đặn, rồi đi mà thấy đổ mồ hôi mà vừa sức với mình trong vòng 30 phút một ngày, và trung bình là khoảng 5 ngày trong một tuần. Rồi hạn chế rượu bia, rồi thuốc lá thì bỏ hoàn toàn, rồi làm việc trong môi trường tránh căng thẳng, và đương nhiên là phải tuân thủ chế độ điều trị và tái khám định kỳ. Còn có vấn đề điều trị bằng thuốc thì sau này thì em học Y4 hoặc Y6, mình sẽ tập trung nhờ điều trị thì mình học kỹ hơn. Thì mà thông thường có những cái nhóm thuốc, ví dụ nhóm thuốc ức chế men chuyển nè ha, ức chế men chuyển qua ức chế thụ thể, dạng beta, dạng kinh si, lợi tiểu và một sớm khác. Mà thường thường người ta dùng những cái thuốc là bốn nhóm thuốc ức chế men chuyển qua thụ thể, dạng beta, dạng kinh si và không hiệu quả là phối hợp thêm thuốc lợi tiểu. Đó là một số về cái hướng mà điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Thì tóm lại, đứng trước bệnh nhân tăng huyết áp thì em phải cần làm gì? Xác định bệnh nhân có tăng huyết áp hay không, và bằng cách đo huyết áp đúng quy trình ha. Rồi mình kết hợp với là thăm khám, hỏi bệnh sử, rồi thăm khám để phát hiện bệnh nhân có tăng huyết áp này là có nguyên nhân hay không có nguyên nhân. Rồi kết hợp với làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng thường quy, ví dụ như là xét nghiệm máu, rồi đường máu, vi lăng mỡ, chức năng gan, chức năng thận, rồi y ông đồ, rồi xét nghiệm nước tiểu, đo điện tâm đồ. Rồi tùy theo bệnh nhân có mình xác định bệnh nhân có biến chứng hay không. Ví dụ biến chứng như là suy tim hoặc là nhồi máu cơ tim thì em làm thêm gì? Men tim, siêu âm tim ha. Rồi
Và khi mình xác định tăng huyết áp, xác định chẩn đoán rồi thì mình phân độ tăng huyết áp và mình phân tầng nguy cơ bệnh nhân này có tăng huyết áp này có nguy cơ là thấp, trung bình, cao hay là rất cao để mình đưa ra chiến lược điều trị cho bệnh nhân phù hợp. Và điều trị thì em còn phải cá thể hóa và mình xác định mục tiêu ở bệnh nhân tăng huyết áp như thế nào để mình có chiến lược phù hợp. Và trong điều trị thì em cũng phối hợp vừa điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc ha. Đó là từ khái quát qua cái phần khái niệm về tổng quan bệnh nhân tăng huyết áp. Rồi, các em có ý kiến gì thêm phần này không? Rồi. Không. Em rõ không? Dạ rõ. Ừ. Các em khác có ý kiến gì không thì mình